Vô chị à, giờ con mà. Suối á, cái con suối phía kia trời hình như nó ở dưới đó đó, phải không? Đúng, phía trên đây. Bây giờ đi kiếm con Lộc á cả nhà, đã có người điện là ông đứng ở dưới cái góc đường dưới đây hôm qua, mà hôm qua chạy xuống không có, thì thằng nói là không biết ông có núp ở trong mấy cái con suối này hay không. Không biết ông có ở bên sân bay lẻ bằng không, đường nó hay lắm đâu. Nhiều khi trong đây mát cũng vô, ông trú ẩn trong này, ông nằm cho. Ban đêm người ta đâu cho ngủ đây. Ban đêm thì khác, ngày ban ngày. Ban ngày có quyền vô mà. Ừ. Muốn vô hay sao? Đi vô đâu, vô đường nào rồi? Vô đường đây nè. Đâu đi xin Đà Nẵng chút hả? Rồi dòm xéo qua góc đường bảnh coi. Bây giờ ông đi anywhere nha cả nhà, chứ không phải ông ở một nơi. Thành ra là mỗi khi ông đi tới nơi nào thì Hằng nghe khán giả điện cho Hằng. Nói là ô Lộc đứng ngay góc đó. Mà dơ dữ lắm rồi. Hôm qua có một người gọi nữa, mà ngày nào cũng có người gọi nói ông đứng góc này góc kia, thì thật sự Hằng không biết ông đóng đô cái nơi nào, chứ ông không có ở dưới con đường Capitol, dưới con suối Capitol nữa. Gọi điện không bắt luôn á? Điện gì, phone đâu điện? Cái phone kia bữa nhà để gì chứ không có giục mất, Hằng đem về bỏ nhà kìa, chưa có đi sửa lại kìa. Đâu rồi tuốt vào trong kìa, kìa thấy thăm thăm thẳm trong mấy cái nhà có người kìa. Đó. Nè, vô cửa này phải không? Ừ. Nói bây giờ đi tìm Đại coi chứ sao vậy? Có duyên thấy. Chắc cũng mệt mỏi rồi. Kìa, phải không? Ổng à, phải không? Không phải. Trời ơi, không phải. Thằng nhỏ. Ở đây công viên chứ không phải là con suối. Công viên cũng mát vậy thôi. Wow, coi công viên dưới đây mát quá hả? Công viên dưới đây sạch đẹp. Có nội quy nè, lại coi nó có để hút sách chỗ nào không, phải lại tìm rất dễ. Công nhận công viên này đẹp ha. À, công viên này đẹp. Đầu tiên vô luôn á. Muốn nào dọn nhà ra đây ở. Đi dọn trên đường. Chai ni nè, nè. Mà đâu có thấy homeless vô đây đâu. Cái này ra đây nướng barbecue sướng lắm hết ta. Giờ mới có một người thoáng thoáng ở dưới đó vậy, thế dơ dơ vậy. Nhìn đi tần tần. Thoáng thoáng tuốt dưới kìa. Thấy người thoáng thoáng dơ dơ dưới đó chắc homeless đó, xuống coi phải ổng không? Ờ dưới con suối vậy, nằm dưới đó đó. Có chim có cò. Tiền tên luôn á anh Lộc ơi, là anh Lộc. Ờ, cái đó đi ông luôn. Ông nước người nước ngoài. Mình nước suối mà đi đại đây. Hình như con suối bên kia phải không? Đi đâm ngang coi. Không, đi đâm ngang vòng dưới đó phải con suối không? Dòm thử bên đó đó. Không phải ổng, bự ngọng. Không phải ổng. Cái đó bự ngọng. Nhiều khi ở trên kia đó. Rồi ổng chạy xuống đây rồi. Ở đây nó không cho mình để đợi thôi. Ban đêm thì cũng được chứ ban ngày vô được. Ban ngày được, ban ngày mình có quyền. Ban đêm nó đóng cổng rồi, đâu cho vô. Wow, cái phạt này sâu vô lắm á. Đó, phạt này dạ. Mình cho đứa chiếc xe đạp điện đi quần. Phạt đẹp quá. Cái phạt đẹp mát mẻ ha. Ờ, tuốt qua bên kia luôn nhưng mà mấy con suối nằm chị trong Hằng này. Có rảnh mua phạt này cho homeless nó ở vậy ha. Vào nó nhốt trong khu này phải không? Vô đây tha hồ mà nó. Bên kia homeless kìa, đó bên kia homeless thấy đi qua kìa. Quá wow, cái phạt này bự dữ vậy ta. Không biết có nói liền với con suối nè. Cái này vượt ngục vô đây nhậu rồi không ai biết luôn á. Đừng có ông hùng ông coi địa điểm trước rồi chứ. À, coi rồi xe xăm 4. Đang đi xe bus xuống đây nằm cái em muốn. Muốn cho đã cái em đứng dậy 2-3 ngày em đi về.
bóc khách sạn trong vừa có máy lạnh vừa có tivi rồi ngồi nhậu uống rượu. Ở đây nó mở, nó có cái hồ nó chưa mở nè nha. Đẹp ha, hồi tự ngâm đẹp. Wow. Này để cho ông Hồng chụp tấm hình đây. Hỏi cái homeless ở đâu, cái con suối homeless ở đây á. Hey, you see the freak out there? Yeah. Này của tụi Tàu. Ồ, cái phạt này của người Tàu hả? À. Chứ không thấy không có đâu, nó không biết đâu. Nó cũng là hôm lết á. Rồi, nó có quyền vô ban ngày mà. Giờ đi xuyên bang chỗ này ơi hả? Đi xuyên bang qua đó hả? Lãng nhạc dài một người thôi. Vậy là đâu có cái suối bên đó đâu. Nếu có cái suối bên đó mới có. Cái này khi nào hàng mua. Đây kìa, lại chấm chỗ này nè. À. Chỗ bên đây nè, chỗ cái nhà này nè. Cái này khi nào hàng mua kìa. Ô, cái này cái phải cái phạt Alarm Rock không? Đó, đó. Đâu phải. Cái phạt này chắc là Alarm Rock nè. Mặt kia cái phạt Alarm Rock kia. Ờ, đeo đeo vào mặt kia nè. Còn cái phạt Alarm Rock kia. Phạt này của người Tàu. Cái này của mặt kia. Ờ, có mặt kia. Ồ, chắc của người Tàu. Mình không lấy cái nhà này nè, mình cũng tàu nè, mình tàu lao nè, đây mình tàu lao nè, nói chứ chắc ổng không có vô đây đâu, vô đây đâu, ổng không có vô đâu, vô đây ngồi lâu, lát ngồi lâu nó cũng đủ. À, hả? Cũng có security nó chạy xe vòng vòng. Ồ, cái này của người Tàu đúng rồi, mà xe kiểu này nè, ủa Tàu hay Hàn Quốc vậy? Tàu Hàn Quốc, chắc Hàn Quốc quá. Hay Nhật? Nhật. Nhật hả? Nè 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 chụp ở đây. Đâu lại ông đứng thử rồi chụp ông thử đi ông Hùng. Đứng xa đứng gần. Đứng gần lại đó chính giữa vậy đó. Quên đem mắt kiến theo để coi sáng không? Đây 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 chỗ má. Được không? Ừ đúng rồi sáng. Sáng nè muốn lấy hết cái nhà là cái người nhỏ xíu à. Đúng rồi. Ok rồi vậy đi. Gặp giờ mới đi qua con suối nữa nha. Đi qua con suối coi. Tại vì mình nghĩ rằng là nếu ổng đứng xin tiền góc đó thì ổng xuống con suối này ổng ở. Ổng mới đứng xin tiền đó. Ai, da thiệt là chán ổng luôn. Cái đó cái suối của cái phạt mà. Chứ không phải con suối homeless ở. Phải không? Cái ao. Con suối homeless ở là con suối nó đường kia kìa ở trên đó. Không, phải mình chờ ở đây nè. Mà lần hàng có xuống một lần rồi. Thôi giờ đi ra đi. Đi ra ngoài này. Đây có cái chùa. Phải chùa mặt kia không? Không. Cái chùa này. Đó thấy không? Bự không? Chùa có công viên. Chùa có công viên. Đây cái hộ của cái chồng cái phạm. Trời ơi mấy cái này đóng TikTok được à. Để tôi mở. Đó là coi cái phạt để ghi đó là cái gì á. Có mấy cái có mấy chữ nè. Ờ thấy gì. Mấy con chim mấy con ở đây. Khu vực này của mấy con chim cò vậy. Con nhận ra công viên này nó lớn. Ờ à, lớn quá ha. Cái này có cái giọng vô dần ngủ. Dạ. Nó có cái phạt cái này mà mấy người tình nhân rồi dắt vô đây ha. Trên đường trời đất ơi. Nè nè, ông Quyền biết điểm rồi. Bữa nào mới móc cua con gà rồi dắt vô đây ngồi. Bữa nào ông Quyền mang cái giỏ về cái tôi nắm tay dắt đi. Phải không Quyền? Tỉnh tứ lắm á. Tỉnh tứ ha. Nè. Không chạy được không? Không chạy được, không cảnh thì thơ mộng. Hai người mua đồ ăn vô đây đi vòng vòng rồi ngồi nói chuyện là riêng tư có ai rồi đi. Ồ, Chinese, đúng không? Rồi. Cái này của Tàu. Cái đường này đường ra nè. Đó đi ra chỗ đậu xe kìa. Cái toilet đó luôn. Đó, bự lắm à, cái phạt này. Đó nè, thấy mấy cái ghế không? Cái này là hai người ngồi tình tứ nè, thấy không? Thấy không? Đó, ông Quyền với ông Hùng mà coi cảnh này mới mốt chắc bồ vô.
Đem giỏng theo phải không? Đúng rồi. Tặng qua cho nàng. Tặng qua cho nàng đâu. Để cho vài chai rượu đỏ. Rồi sau đó không biết nàng với chàng dẫn đi đâu. Uống mà tình tứ với nàng uống rượu đỏ thôi chứ đâu có. Thì giọng lắc lư rồi đứt dây thôi. Giọng lắc lư rồi đứt dây. Ủa thì ra được chưa? No, để nè. Đứt dây thun người ta kéo dây quần. Ây da, bây giờ biết cái kiếm ở đâu. Ở đây có mấy cây cao kìa. Wow, để chụp hình cho mấy cái cây này đẹp. Không phải là cây cao đâu, nó là thẳng cây dừa kiểu. Ở dừa kiển nè. Dừa kiển, trái nó nhỏ nhỏ. Đi ra. Ở dừa kiển. Không, cái cảnh của cái công viên này bự quá ha. Cái này có thời gian, thích tham. Không đi xe xa ở trong đây được á. Đi cả vòng hết cái vòng này là thôi chứ. Vô đây đi chị cho mệt, cái dốc nhà chị leo xuống 10 lần là tiêu liền à. Đúng rồi, cái dốc nhà đó nếu xe xa đi. Đó. Đi lên đi xuống 10 lần thôi. Là thấy vỏ cắn rồi gũng hết rồi đó. Tại chân gung gãy. Bụng gũng. Tại vì mình bươn lên cái dốc đó, nó mệt lắm, nó dùng sức dữ lắm. Để quay hả? Đi đường này nè. Qua rồi. Rồi, mấy cái dừa kiển đẹp. Nè ông Hồng chụp tôi cây dừa kiển này cái coi. Không, ổng ủng bự. Không, coi lại đi. Phải không, phải người ta đi bộ không? Giả bộ đi ngang hỏi thôi. Giả bộ đi ngang. Phải không, tại sao đi lại kỳ, không phải thì kỳ. Không phải không đâu. Nhìn cái áo là biết rồi. Thì đi ra đi. Đi ra xéo nó. Ủa xe nãy đậu đây nè. Ờ nhưng mà đi ra cửa. Cái đó chắc ta đi bộ ha. Đi bộ mệt thì nằm nghỉ. Nhìn cái đôi vớ thôi là biết không phải hôm nay. Ờ, đôi vớ sạch rồi. Nhìn đôi vớ rồi. Kìa bên đó có xe đồ hôm lát dục nó kìa. Thấy không? Đây nè xe đồ. Đây nè. Giờ mới có thấy không? Có ba lô tùm lum, có người nằm luôn chứ. Ờ mà có xe đạp. Chứ không phải. Nó vô đây nằm nó nghỉ thôi. Đó, cái này mới gọi là hàng độ nè. Đi vô để nằm nghỉ thôi. Ở đây nó không có cho vô hút khách đâu. Nó vô để nằm nghỉ ngủ thôi. Đúng rồi, nó không cho đem lửa vô. Nó không có để lò nướng rồi, nếu có bánh kêu là để lò nướng lên mấy cái ghế rồi. Cái này mua đồ ăn vô thì được. Mua đồ ăn vô. Công nhận mát ghê nha. Còn ngày nhỏ nắng rồi kìa. Chắc không phải không? Không phải. Đường này xe 64 nha anh Quyền. Đường xe 64. Giờ gọi dòm bên góc đường đó coi. Đi xe đậu đây. À, đi lấy bánh ngồi đó, người ta còn cho nước uống rồi. Lại.
Ôi là trời, đem nước xuống cứu đi. Đem nước ngọt lên xuống cầu cứu là được rồi đó. Trời hành. Này trời hành thiệt ha. Tao hỏi ly nước ngọt, anh Quyền có bưng không? Trời này là nằm chưa. Có nằm kiểu này thì trời hành phải không? Về nhà nằm có chỗ ngon lành thì không nằm ha. Trời đã. Đó, mắc mớ gì vậy? Mắc mớ gì nè. Bà Nhung nữa. Trời ơi bà Nhung không ngờ á, người ta dọn bỏ chỗ đó rồi. Người ta bỏ đi tùm lum rồi. Nó đem về tắm. Mà hả, bà không có chịu bỏ cái xe đồ bà làm sao dẫn bà đi về tắm. Alo, thấy rồi chưa? Người ta chụp hình á. Chửi rồi, chửi quá rồi. Chị đang hát. Hát hả? Đưa đi nước rồi. Chửi. Đang hát bội. Làm gì đó, làm gì đó. Đang hát gì đây? Bộ xương đâu? Uống nước đi làm gì nằm kỳ vậy? Rồi uống đi trời. Uống đi. Nước ra trời trời. Ủa không có uống không ạ? Uống nước đi. Ở chỗ anh chơi rồi. Đang nói tiếng Nguyên. Hiểu chết liền. Nói tiếng Nguyên. Chửi rồi. Nước gì sao? Cũng nó bởi nấu cá gì. Chắc nước rồi hả? Đâu đưa cho bà gói thuốc rồi, có cái thuốc đó không? Nói trời đại không? Mắc gì đi nằm kỳ vậy chứ thầy? Sao phải nằm giữa nắng chơi vậy á? Trong bóng nằm. Nước thì ôi lạc lên. Nước nó lạc hả? Ủa lạc không anh Quyền? Uống nước một cái cà vua mới rồi làm gì? Nói chuyện với người ta đó. Đổi nước thì được chứ. Ngon à. Ngon thì ngon. Bà đang nói chuyện với trời cái thuốc thế. Thuốc nha, thuốc nha. Hồi đó bà còn đẹp chứ đâu phải vậy hả anh Quyền? Vô mát. Hả? Hậu quá, hậu. Bà đang quá hậu. Hồi đó quá hậu. Cú xíu phù tay. Làm nhiều gặp thử thì chết. Cả đống nữa, vô phải mày nữa. Hồi đó đẹp lắm á anh Quyền. Mày nhất quá. Đâu phải vậy đây. Cái chân cẳng kìa. Đưa dép rồi là cũng không có dép tiếp à. Vậy đó. Không biết sao nữa. Bữa phòng hết chưa? Kim. Hết mới thua đó. Ok, bây giờ bá lật bằng chân lên. Người lên dòng. Đây nè, coi nó phồng lên nhà nó te tua nè. Đó. Ok. Gì đây nè, rồi mà sao bá sống gì rồi giờ sao vậy? Đem về nhà mình cũng chịu đem. Không chịu. Không chịu hả? Vậy đây nè. Mà có nhiều người không, mình không biết mấy người đó họ họ khùng hay là tâm trí họ làm sao họ nói á, nhà hàng á, nuôi á, sao lãnh đàn ông hôm lết nuôi con không lãnh đàn bà. Ủa đàn bà nó có chịu về đâu nuôi. Bà này từng đem mới về bao nhiêu lần nè, bà Nhung cũng vậy nè, có chịu đâu nuôi đó. Bà Nhung thỉnh mời vợ anh hỏi thét thét gấp rồi hả? Anh Tấn anh hỏi thét gấp rồi không biết cho đâu đi cái nhà hả là gì rồi Tấn thì cho nhà lại cướp. Dạ hát tiếng Tàu ông nội ơi. Dạ, hát tiếng Tàu kìa ông Hùng. Ê giờ nhớ ông này ông nào không? Dạ, ngồi vậy giờ ông nó ông nào vậy? Ông nào mà chị ngủ một đêm ở xe OV với ổng đó? Không phải ngủ với ổng, ngủ chung chiếc xe thôi. Quên này. Quên này hả? Quên này hả? Nhớ Hùng không? Nhớ ông Hùng không? Đó vậy đây mà có nhiều người comment nói nhà hàng sao tại hàng rước đàn ông nuôi. À, nói gì tùm lum hết, nói ác độc lắm, không rước đàn bà. Bà này là thỉnh mới về mấy lần rồi nè đó, rồi bà cũng đi nè, ở đâu? Bà Nhung cũng vậy nữa, cũng thỉnh về tỷ lần rồi cũng đâu có ở đâu. Ủa ở đâu Nhung không? Uống nước này chưa thầy? Thầy? Thì không nghe luôn. Uống nước này để anh chạy hết rồi. Uống nước để anh chạy hết. Có nước rồi. Có nước hả? Ok ngồi đi tụi em đi á. Kìa anh Quen cầm ly nước của ông kìa đi kìa. Bà chửi à. Cầm ly nước của anh kìa. Dạ. Có cái số bồn vào trong đó luôn hả? Ông ơi kìa. Phải không? Dạ. Trên cái giường kia kìa. Đâu? Ở trên đó. Đó ở Mỹ.
Không, cái vườn bên đây là bữa hổm là nghe nói ông Lộc nằm đó đó. Nhưng mà mấy ngày nay không có. Chắc ông thấy ông nằm đại thôi. Bữa ngày thiện nói thấy ông nằm đó. Có người nằm không? Đâu bước thử rồi. Không có. Ai vậy xem hả? Ơ té ông nội ơi. Xem phải không? Xem hả? Ủa phải xem không? Xem ai? Ở đó nó thấy hằng nó xin thuốc lá rồi đó. Cho nó còn coi còn mấy gói. You want cigarette? Hai gói. Ờ hai gói gì cho nó hết hằng coi cho nó. Ừ. For you and Sam. Okay. Together. Thank you. Share. Okay. Okay. Bye. Tối nay ngủ sớm, sáng ngủ sớm. Ừ thì tối tối ngủ sớm đi. 5 giờ anh chạy. Ông xuống ông ngồi ngay đầu đường quay với đường Thu Lì đó. Kìa phải không? Kìa cho ông lúc. Ổng á lượm á mà lượm cầm cho vui á. Kêu đi quất đi. Ủa hay là ông hùng hay da ông Lộc này thiệt tình luôn. Ông bỏ khu này rồi. Dạ yeah, ông bỏ khu này rồi, ông đi bỏ khu này rồi, ông ở đó. Tại ông ở là chị sẽ xuống tìm ông nữa. Đúng rồi. Ông bỏ rồi. Coi cái ông Phúc ở đây không? Tâm lý mà. Ông đi khu khác rồi. Đã con Phúc không? Đất của anh Cường. Coi. Bữa ông Phúc hứa đi về. Ông có. Bữa sau đi kiếm mất tiêu luôn, không thấy. Nè, đang che kính luôn, ông Phúc ở đây rồi. Mở ra coi. Phúc phải không Phúc? Không có người chồng hả? Mở coi, mở dây kéo coi. Kéo đâu? Để dây kéo bên kia. Đây nè. Kéo lên. Không có. Phúc đi rồi. Xong. Ba lô, cái vali đây nè. Phúc đi rồi. Rồi vậy là ông Lộc không ở location này nữa. Không ở đây đâu, bảo đảm. Giờ ông đi khắp nơi rồi, thôi. Bây giờ nếu ai mà thấy khán giả nào thấy giữa đường chỉ có dừng xe lại. Rồi ngồi đó giữ ổng rồi kêu thằng tới á thì qua mai. Bảo đảm chạy không bỏ vùng này rồi. Ừ. Vùng này không về chứ nhiều người gọi kêu thằng chạy tới đó đi. Thì tới đó ổng đâu có đứng nữa đâu. Biết bao nhiêu lần vậy thôi. Người ta vẫn nằm vùng, người ta đâu có nằm một vùng nữa. Nhiều vùng muốn mấy tiền ra đúng không? Thiệt luôn á. Nhiều khi ông với ông cố ý ông tránh luôn rồi. Đúng thì rồi. Mình cũng khó tìm lắm. Khó tìm cũng tìm ra. Khi nào người ta gọi mình chạy ra liền á. Còn chưa chắc gặp ông. Nó có duyên. Mình đâu có nói với anh Tiến mình gặp ông đâu. Để cho ông về đi coi ông sao. Ông muốn đi làm nữa ông đi làm. Ông nói đi làm thôi. Ông Mẫn hả? Ừ. Ờ. Đó đi là việc làm mà ông cứ trốn không à. Đây là mảnh đất của anh Cường. Bên đây là đất nhà. Bên đây là đất đi. Vẫn gà thanh thang. Gà thì 3-4 bình. Ừ. Có tiền mà chơi bình mới thôi mà. Bình 40-50 đồng. Nhà thích thì ở, thích thì dở. Ừ. Chắc đi chơi rồi. Dở nhà đi rồi. Đây rồi. Ông Cường ơi, đây rồi. Đây rồi. Có đồ gắn nước cho chồng chồng. Rồi đi là ở chỗ khác rồi, chắc qua bển ở Hiền Thiện. Đi qua coi Hiền Thiện kìa. Đi qua hỏi Hiền Thiện coi có gặp ổng không. Đi đắt ngang kia kìa. Mới đây bán nước rắc bỏ đi rồi. Nghe đi nữa. Hiền Thiện. Thiện quá không? Ờ, chứ còn ai nữa. Ủa đi, chắc đi dưới về đó. Đúng rồi. Xếp máy bọc kìa, mới về nhà dưới đó. Đúng rồi. Đó, đi về đang lấy lương thực đó. Thì ra là mấy về nhà dưới lấy lương thực đó. Cái bọc tiết chợ không lấy. Về nhà vô lấy luôn à. Tiết chợ. Coi như nhà nó vậy đó. Vô có ông đó đi mở cửa vô. Ông đó cũng thương nó lắm. Ông đâu bỏ nó được đâu.
Đó. Rồi sao mới về nhà lấy lương thực đó hả? Hả, làm gì đi hết nổi rồi, giống như sắp chết rồi. Đi lấy lương thực ở đâu, đi chợ hay là về nhà lấy lương thực? Ồ, đi chợ rồi lấy nước vậy hả? Ê, mắc gì sống kiểu này vậy? Thấy chưa, mắc gì phải đi sống vậy chứ cho cực vậy, đi chợ mua gì? Rồi hứa đi eo với tôi đi phải không? Hứa. Mua đồ cá gì làm gì ăn? Chua. Ở đây làm gì mắc nấu chua thôi, đi về chợ. Đi, đi về chợ nấu. Để theo chị về trên nhà cho nở nấu canh chua ăn. Trời ơi. Vậy dưới đây mày nấu làm sao? Lấy nước vậy rồi nấu ăn. Có gặp anh về hỏi. Có gặp Lộc không? Qua nay. Đưa thẻ phút tem cho tôi. Thẻ không để đi chợ ăn đưa tôi làm gì? Chợ đi. Còn nhiêu không đây? 200. Vậy hả? Đó, đưa đang khỏi hút cũng được. Đưa không khỏi hút. Hút là khỏi được. Rồi không gặp, có gặp anh Lộc không? Không. Vậy là ông đổi dùng rồi. Đổi về cái sân nè. Dùng. Rồi nếu đi away là tôi phải về gước trước nhà mấy ngày đi nha, 2 ngày. À, coi như tới ngày 15. 15 đi. Rồi cái đầu làm gì u rồi? Làm gì vậy? Làm gì u lâu rồi. Làm gì u? Bị u nhỏ lớn rồi. Ôi là trời, cái mắt gì nó phải sống gì thế vậy trời. Bị số phone cho chị là 206-1934 phone. Ừ, đã nhớ được vậy là được rồi. Tính gọi chị hôm qua đó mà. Gọi chuyện chi hả? Gọi nói chuyện chơi. Nói chuyện chơi, không có đi kiếm nó cũng kiếm mình nè. Gọi nói chuyện vụ đi ở đây. Ừ, thì hứa là phải đi nha. Xem. Trời đất ơi. Rồi đi về nấu canh chua hả? Sáng giờ không có ăn gì hết hả? Bữa giờ gì không kêu cái này à? Lộc. Vậy hả? Lộc ở dưới cầu mà không thấy ổng đó. Ở dưới cầu là bữa hổm thôi, lâu rồi. Anh Hùng còn gói thuốc lá không vỏ đưa cho Thiện đi nè. Rồi lấy hai canh nước vậy về để nấu ăn hả? Thiện ơi, Thiện mắc gì mày bé sống đài đỏ vậy chi vậy Thiện? Ôi là trời. Có chỗ ăn chỗ ở rồi ngon lành rồi thì có cuộc sống tốt thì không muốn. Sao thích sống vậy chi vậy? Tự do. Sao thoải mái được, giờ nhìn thấy ghê kìa sao thoải mái. Đi LA là cả tuần lận á nha. Đi chơi cả tuần đó nhớ nha. Ừ, phải đi theo chị đi, đi từ từ quen. 15. 15 bữa nay mấy rồi? 15 bữa nay là 3 tay rồi. Ừ. 3 còn 12 ngày nữa. 12 ngày nữa. Đi xuống dưới ở chơi. Chị mướn cả nhà. Có nhà ở đàng hoàng. Trước 12 ngày xong tắm rửa. Đúng rồi. Chân sạch sẽ và tay trang lên chứ bây giờ. Rồi soạn quần soạn áo được chơi nữa. Trời ơi, con muốn tay muốn chân kìa. 12 ngày. Đi làm manicure không? Khỏi luôn. Cắt tối lấy cái bàn chải nước. Về lấy bàn chải rồi trà rồi lấy đồ cắt móng tay. Lấy đồ trà đó. Thấy nó đại đỏ cái thân thể của nó làm chi vậy trời. Đâu cá gì vậy đưa tôi coi coi. Tôi tưởng đâu đi về nhà lấy lương thực chứ. Ôi là trời, mua rau hả? Rồi mua rau cải đó với lại nó giá rồi nấu vậy hả? Đâu là trời, vậy đó hả Thiện? Ừ, nó thích ăn vậy đó. Mua đầu vậy thôi cho nó rẻ hả? Mua hết nhiêu? 20. Hả? 20. Nhiêu đó hết 20 hả? Ừ, dọc cái chợ ra. Ây, cá rô. Trời, cho nó sống gì sao thấy chịu nổi quá. Giờ con cá đó làm gì ăn? Con chiên. Chiên thôi. Chiên lên rồi ăn vậy hả? Ăn hết không hay là ăn rồi miếng không miếng dục? Cuốn không? Cho ông Cường đâu rồi? Cường chắc ông Cường dọn đi rồi. Thấy thế vậy nó còn lụng tôi. Nó thấp hơn Quyền hả? Năm tám. Ồ, thấp hơn chút xíu. Thằng Bon này nếu nó cao hơn Quyền. Cao hơn. Yeah. Bon cao hơn. Bon cao hơn Quyền. Ôi là trời, thôi vậy đi về nấu ăn đi. Ok. Rồi nhớ đó, hứa đi với chị là phải đi đó nghe chưa. Rồi. Không ở lì dưới suối hút khí thành thằng khùng luôn rồi. Ôi là trời. Nó nhắm sống vậy đó, gọi cái giờ sao. Sống đàng. Sống đàng hoàng á, ngon lành thì không muốn, bây giờ thấy nó tức chết, nói ra lắm. Quần gì mua cho tôi không nội? Có cái bản hả? Mới không? Đâu thì bản đi mua quần cho tôi đúng không? Con mua quần cho tôi quần gì. Đi bẩn coi. Ôi là trời, có nhiêu nước đó sao mà đủ rửa để nấu không biết nữa. Ây,
Thì ra là đi chợ, tưởng nó đi về nhà lấy lương thực. Từ đây nó lội bộ về nhà là 15-20 phút. Còn thằng này trong khi ở nhà có con nít, làm sao nó đi hút về mà nó vô nhà được. Thành ra là không có cho nữa, thôi đủ rồi, không giúp nó nữa, không giúp Alex nữa. Đã giao rồi. Giống như bây giờ nè, căn nhà ở bển, nó biết là qua bển bị kiểm tra như vậy, ai vô nhà cũng không được quyền có cái đó và không có được đi hút rồi đó. Là nó không dám qua. Mọi người cứ nói là tại sao thằng không đem Alex qua bển ở để tập trung. Nó không chịu, tại vì nó biết nó không được đi tự do như vậy. Tại bển tất cả vi vũ khi đi ra ngoài cũng có sự kiểm soát của thằng. Mà khi về vô nhà thằng cũng kiểm soát rất là kỹ. Cho nên nó biết như vậy, nó không có làm được, nó không có chịu qua, chứ đâu phải là thằng không cho Alex qua. Thậm chí cả anh Thiện cũng vậy nè. Đó. Cả anh Thiện cũng vậy đó. Nhưng mà Thiện ngoan hơn nó, Thiện còn biết ngoan hơn nó. Đó. Thấy không? Đó bữa nay bắt gặp gì? Thông bằng chứng là gành gành. Anh Đơn nói ngày nào nó cũng đi hết á, chứ không phải là 2-3 ngày nó đi. Đó. Tại vì hàng ở bên kia thường thì ở bên đây anh Đơn nói ngày nào nó cũng đi như vậy. Thì coi như là ngày nào nó cũng hút dữ lắm, hút nhiều lắm, tại xuống đây là nó hút vậy nè. Đó. Mà nhiều người hỏi nó, hỏi trong cái comment nói là ờ tại sao mấy anh em này không có tiền mà nói có hút. Tại vì người ta không có biết, ở Việt Nam người ta không có nghĩ là ờ có tiền mới hút. Cái này tụi nó bằng mọi cách không biết ở đâu nó vẫn có hút, cái hút cái đồ rẻ tiền á. Rồi tiền phút tem của nó, tiền GA của nó tới nè. Đầu tháng có 150. Với lại nó xin hoài mà nó làm mất thẻ, nó bán thẻ đó. Giống như nó lấy thẻ của tem nó bán rồi lên báo mất. Giờ ta phải bắt nó đi làm cái gì đó. Rồi đúng rồi. Làm rồi ta đưa nó cái mấy cái thốc kịch để đi lên mấy cái thọt đó. Hả, nha. Mà nó thì không có đi làm được cái gì, người ta chỉ mướn dọn cỏ gác chứ gì. Giống như cô qua mướn, cô qua thương nó đó. Chứ đi lại làm cái cô qua kêu làm này, nó làm khác theo ý nó thích làm, thích nó ngồi nói nhảm. Đã nói là nó khùng dữ lắm mà khi hằng kêu thôi vậy mày đi xin tiền khùng đi, nó cũng không chịu. Rồi nó đi hút suốt như vậy rồi hỏi sống làm sao. Gán thương nó, giúp đỡ nó 3 năm trời rồi, chứ đâu phải là mới 1-2 tháng đâu. Thôi mệt mỏi quá rồi, đuổi thiệt đó. Chính thức đó, ai chứa nổi thì đem về đi. Ai chứa nổi mấy người này, họ chỉ môi móc rồi họ nói thôi à, chứa nổi đem về. Chứ nó chịu cai là đã theo tập trung ở bản rồi. Tại vì hằng nói với nó, hằng về hằng có nói. Thằng nói cái quy luật khi bước qua nhà bển là tất cả trong người không có gì hết á, ai cũng bị kiểm tra hết. Rồi khi đi ra khỏi nhà về cũng bị kiểm tra nữa, coi trên người có cái thứ đó đem vô nhà hay không. Nói với nó hết luôn, đâu chịu. Còn ở đây nó đi tự do mỗi ngày vậy nè. Đó, nó đi tự do mỗi ngày xuống đó vậy đó. Nói sao? Đôi ta là một cặp đó nha, ngồi tầm thử. Đôi ta là... Đó hút gõ gàng đồ nghề tùm lum đó, thấy không? Đó, đồ nghề rồi để tùm lum ở dưới đó. Dưới đó cặp đang cặp nè. Ừ đó, đang cặp nè. Rồi nãy thì Alex ngồi cặp với thằng kia. Đó. Bây giờ nói gì vậy? Nói gì nữa vậy? Hai người này là đang nói chuyện coi trên. Ừ. Thôi, xuống đây thì cho tiêu luôn. Cứu gì nổi nữa cứu. Nó không nghe, dứt khoát nó không nghe lời và nó không có tuân theo cái quy luật mà của mình nói. Đó, giống như ở bản á. Thì đương nhiên nó không có dám hút trong nhà. Thì nó đi xuống suối nó hút nè. Rồi xong nó về nhà gần á, tự do. Còn qua bên kia là rất là xa, phải không? Nó không có thể được đi như vậy. Nó không thể được đi như vậy. Đó. Cho nên là nó dứt khoát nó không chịu lên cái nhà trên kia. Không chịu. Chứ lên trên kia tập trung thì nó cai được thì nó gớt rồi. Đó. Ở trên kia là có hai thằng không tin tưởng làng sĩ với phi vũ hút thôi. Cho nên là mấy nói làng sĩ với phi vũ đi ra là bị kiểm tra hết. Thì sĩ lúc này là ngoan lắm rồi. Đó. Còn Alex là thằng nói là đi lên đó cũng bị kiểm tra như vậy. Nhưng cuối cùng Alex không chịu lên là không. Tại lên là sợ bị như vậy. Còn bây giờ là nè, được ở đây là đi có 15 phút từ chỗ này. Là bộ 15 phút về tới nhà. Ngày nào cũng đi. Ây da, mệt quá. Thôi bây giờ cho đi luôn đi, khỏi cần thâu lo thâu gì nữa. Nó nói vậy thôi, nó đang hút nó hai bờ á. Chứ chút chiều á, giả thuốc ra nó mò về nữa để mò về à. Vậy đó. Chứ nói đuổi nó nhiều lần lắm rồi. Tại vì đang hai bờ á, đang có thuốc á. Nó trả lời là sỏn sỏn thấy không?
đi chơi mà đi cũng có tiền đi ngang gặp ta làm gì cái ai kêu tôi đó có tôi đây không? Bạn kêu mình nè nó khối kêu nhắm cái hút vậy đó hả sao thôi thua rồi không cho nữa chứ nó không có cho nó ở nhà nữa. Rồi. Anh Lộc thì không ở chỗ này nữa rồi. Anh Lộc là bỏ xứ đi rồi. Lộc bỏ xứ đi rồi. Biết đâu nữa tìm. Tại anh Thiện không gặp. Mấy người ngoài này không gặp là thôi rồi, không đi khỏi rồi. Đúng rồi. Bỏ chỗ này rồi. Chỗ này là ông bị dính ba lần rồi đúng không? Ừ. Dứt quá tam mà. Ông bỏ chỗ này rồi.